Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 3 triệu token có ký hiệu là Barbie, Sophie Barbie nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram Start Chatbot. Các bạn join này góp. Join nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Join kênh group. Các bạn bắt đáp lời, join tiếp kênh seller. Rồi bạn bắt đáp lời. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet post nữa. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Dự án này có 15k theo dõi. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn như tweet hoặc có thể tweet nha các bạn. Đây mình tăng 3 các bạn mình vào luôn các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào một reason. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Chữ post là cái hộp quá. Ok, trong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tôi các bạn vào nha các bạn. Bạn nào không biết qua captcha thì dùng Google dịch cái dòng chữ trên các bạn. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ GBB Smartchain Bet20 trên YouTube Wallet của tôi các bạn. Và sao chép địa chỉ Google cho bot. Dù khá là đơn giản các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter bên kia nè. Và nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào một hồ sơ, nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ. Bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục các bạn gửi là một cái link retweet nè các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter các bạn nghe lại nè. Bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp qua. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet nè bạn. Bạn sẽ chép liên kết. Rồi bạn gửi cho bot nè. You don't submit. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào menu. Rồi bạn bấm mi balance đi chết số cầm kiếm được. Mình đã nhận được 3 tỷ tập căng Barbie nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một. Đây thì dép của tôi các bạn gì lên dép chia sẻ chấm què nhận thăng để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 3 triệu tôi cần Barbie đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.